Trên tay tôi các bác có thể nhìn thấy đây là những cái hạt rẻ. Và nếu như các bác mua ở ngoài chợ hay các bác đi Sapa, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tam Đảo thì các bác hay nhìn thấy người ta bán những cái hạt rẻ như này, là tách hạt. Nhưng nếu để to được như này thì hầu như là không có. Chúng ta phải mua sử dụng rất nhiều những cái hạt nó rất là nhỏ. Đây là một trong những loại giống mà hiện nay đang phát triển để làm sao đưa về Việt Nam trồng những cái loại giống nó chất lượng và đem lại cái nguồn gen cái quả nó to như này. Các bác có thể nhìn thấy lòng bàn tay của tôi đây. Đây là lòng bàn tay của tôi. Cái hạt của nó đã rất là to rồi và các bác có thể nhìn thấy rụng đầy gốc. Cây này thì năm nay chúng tôi chưa thu hoạch. Và để đưa cho các bác xem hình ảnh thực tế về cái sản lượng nông sản. Đây là một trong những loại rẻ chính vụ rất là tốt. Và tôi đang đứng ở khu vực Hữu Lũng, Lạng Sơn, ở khu vực đất của nhà anh Dâng, để đang trồng, anh đang triển khai trồng những cây rẻ như thế này và những cây chám đen mà do chính đơn vị chúng tôi ngày xưa là những người cấp giống, và đến nay thì chúng tôi đang phát triển đưa ra những hình ảnh thực tế nhất. Và đây đối với cây rẻ này và cái cây chám này, hiện nay là anh hàng năm anh có doanh thu vài trăm triệu một năm rồi, và anh trồng diện tích rất là nhỏ thôi, chưa đầy một hát, chưa đầy một hát. Hôm nay lên thực tế để cho các bác xem hình ảnh thực tế những cái cây rẻ ghép giống chuẩn. Và rẻ này là rẻ ghép gen của Trung Quốc. Chúng tôi là những người làm nông nghiệp của Việt Nam, chúng tôi hướng tới những cái cây nó đem lại cái giá trị kinh tế và nó đem lại cái sản lượng nông sản rất là cao. Cái lòng bàn tay của tôi các bác có thể thấy, khi các bác đi Tam Đảo, Sapa hoặc Hà Giang các bác mua những hạt rẻ không bao giờ to như thế này được. Không phải to như thế này được. Và đây là những cái nguồn gen cực kỳ tốt. Và khi những cái mặt hàng to như này, thưa với các bác là nó là khác với so với những loại rẻ thông thường và được giá rất nhiều, mặc dù năm nay rẻ rất là được giá. Có bao nhiêu thu mua bấy nhiêu. Chúng ta không chỉ là xuất khẩu mà nguyên thị trường Việt Nam tiêu thụ thôi, là những cái này nó đã không đủ để cung ứng, bởi vì người trồng bây giờ cũng đang rất ít. Và chúng tôi là người những người đánh ra những cái hướng chỉ tiêu mục đích để cho bà con chúng ta xác định được những cái vùng nguyên liệu để chúng ta trồng. Và tôi đang đứng dưới cái gốc rẻ trồng được 6 năm. Cái cây này trên này rất là sai, nhưng mà do camera nó không thể hiện được hết những cái độ sai, và cái lá của này là khá dày, nó che bớt được những cái hình ảnh quả rồi. Ở đây cũng rất nhiều quả rất là to các bác ạ. Đây hạt đây các bác nhìn. Không hạt nào bé các bác, đi ra chợ không ngờ mua được cái hạt nào nó to như này. Rất là to. Hy vọng là các bác sẽ theo dõi tiếp tục những cái hành trình mà chúng tôi đi về những cái dự án và những cái giống cây mà chúng tôi đang cấp hiện nay để đảm bảo đưa ra được những cái nguồn giống, con giống đem lại hiệu quả. Và tôi là Biên, nhà sáng lập trung tâm cây giống Tam Đảo. Một lần nữa thì cũng xin giới thiệu với các bác là tôi chỉ sử dụng duy nhất một kênh YouTube này thôi. Hiện nay thì có rất nhiều tôi không thể giải quyết hết được, người ta ăn cắp hình ảnh của tôi quá nhiều, và thậm chí là họ cũng làm những cái fanpage trung tâm cây giống Tam Đảo, rồi là cũng cây giống Tam Đảo rất là nhiều, rồi đưa cho bà con những cái giống thực tế là bà con trồng rất là hại, và nhiều người mua cây giống cứ tưởng là tôi bán cho, nên các bác liên hệ trực tiếp cho tôi, thậm chí các bác phải FaceTime tham gọi trực tiếp là đó là cái mặt của tôi bán giống cho các bác, hoặc là tôi trực tiếp tôi chở đến cho các bác để các bác yên tâm chúng ta trồng. Lúc mà các bác mua nhầm lẫn thì rất là khổ. Và số điện thoại của tôi là 0946301497. Đó là số duy nhất mà tôi hiện nay đang dùng. Ngoài ra còn một số khác nữa là số cá nhân của tôi là 0822563868. Thì cũng là hy vọng là được các bác ủng hộ. Còn bây giờ thì tiếp tục theo hành trình của chúng tôi thì chúng tôi lại đi. Thì hiện nay là cũng có những anh em làm cùng tôi. Có như là những người mà thực sự có tâm huyết với nghề. Và cũng như là đầu tư rất là nhiều về nông nghiệp Việt Nam. Có một bạn đang làm với tôi là bạn Hải, cũng như bạn anh một anh nữa là chuyên gia nông nghiệp về Việt Nam là anh Quý, là những người thực tế đang đi thực tế để trồng và đưa cây giống tốt chất lượng cho bà con, thì các bác có thể tin tưởng ở những người đó. Còn ngoài ra những đơn vị khác thì các bác cần phải xem xét lại để làm sao đưa ra được những cái cây giống và đưa ra được những cái đơn vị thực tế có tâm với nghề đến hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ trực tiếp kỹ thuật cho bà con chúng ta trồng. Đó là những cái điều chúng tôi mong muốn và tôi cũng đang rất là đắn đo trong cái quá trình phát triển như này. Bà con cần phải lưu ý như vậy. Còn bây giờ xin chào, cảm ơn các bác đã theo dõi video của Biên cây giống Tam Đảo, trung tâm cây giống Tam Đảo. Đây quả này. Đây cái rẻ, rẻ ghép. Trồng 7 năm. Năng suất rất là sai, cây này là cây vụ sớm, cây này là cây và rẻ sớm. Đây các bác nhìn nó rụng này. Đấy, quả đây. Rất nhiều. Rụng đầy gốc.
Năm nay rẻ được giá lắm. Nhưng mà chúng tôi chưa thu vì năm nay là thu thì nó thu sớm nó ảnh hưởng đến cây, chưa muốn thu, bắt đầu từ sang năm. Cây rẻ, hạt rẻ rất là nhiều. Các bác nhìn thấy quả rất to nhá, hạt rất là to, năng suất cao, rụng đầy gốc này. Cây này chúng tôi chưa thu, năm nay là cứ để cho cây tự nhiên. Và sắp tới sang năm là chúng tôi sẽ cắt bớt cành và chuẩn bị cho một đợt thu khổng lồ đối với cây rẻ. Đây, nếu đúng vụ của nó thu ở đây thì là bây giờ đang vụ thu, còn đối với rẻ sớm á, thì là thu vừa xong rồi. Đây rẻ này rẻ muộn, rẻ đúng vụ, chính vụ. Trên này còn sai lắm, đây để tôi lên cao xem. Đây, rất là sai. Dụng bớt rồi, không, năm nay chúng tôi không thu để cho ra tự nhiên, năm nay năm đầu tiên, đầu vụ. Trong video các bác nhìn có thể nó hơi ít nhưng ở ngoài thực tế nó sai lắm.